Bạch Thầy, bố con không tin sâu Tam Bảo, thường có những lời nói bất kính, phạm đến chư Tăng và không tin có luân hồi. Mặc dù đã về chùa Ba Vàng nhưng tâm không muốn ngồi nghe Pháp. Hôm nay mẹ con muốn về chùa tu tập và làm công quả nhưng bố con không đồng ý. Còn có những lời nói không vào tai. Mẹ con phải làm gì để giúp bố con bớt tà kiến và tin sâu Phật Pháp ạ? Cái này thì nhiều Phật tử hỏi rồi. Thân quyến của chúng ta chưa tin sâu Tam Bảo và cản trở việc tu tập của mình thì nó cũng có những cái nguyên nhân. Cái này là cũng phải nguyên nhân với mình đấy. Nghe không? Một ấy, là cũng là thử thách cái tâm của mình với Tam Bảo xem mình có thiết tha hay không. Nhá. Khi mà mình thiết tha mà chắc rồi, tự nhiên lại thấy ông xã, ông lại chuyển hóa, ông lại ủng hộ cho đi. Nghe không? Đấy. Thế còn lúc mà mình còn nửa vời thì ông ngăn cản, nhưng mà mình dũng mãnh lên thì lại ông lại chuyển. Đấy thì có khi lại là thử thách. Thứ hai cũng là nghiệp chướng. Đó, có thể trong kiếp trước mình cũng đã chướng ngại người học Phật Pháp, trong kiếp này mình cũng bị chướng ngại. Thế thì cái này chúng ta phải tinh tấn tu tập nhé, chân thật tu tập, tìm hiểu Pháp và mình chuyển hóa được chính những cái tập nghiệp của mình, rồi giúp cho người thân của mình. Khi mà ông xã mà ông thấy mình mà tốt này, mình tu học mình tốt hơn xưa, nghe không? Trước đây mình ở nhà thì suốt ngày cằn nhằn, cáu gắt, chồng một tí gì cũng cằn nhằn. Bây giờ mình đi học Phật Pháp, đúng thế, dạo này bà tâm tính thoải mái hơn, vui vẻ hơn, nghe không? Về nhà lại chịu thương chịu khó hơn, chăm sóc chồng con tốt hơn, thế là ông hoan hỷ. Thế là ông phải thấy Phật Pháp hay thế đấy. Bà vẫn đi chùa kinh kệ nhưng mọi việc vẫn chu toàn, thế là được, vẫn làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ đầy đủ. Thế thì ông tốt quá. Thế cho nên chúng ta phải thật sự. Ở đây Thầy đảm bảo ai mà tu học Phật Pháp thật sự thì đều chuyển hóa được người khác. Cái đấy là chân thật. Phật Pháp có công năng chuyển hóa. Chỉ vì mình tu chưa đến nơi, vì mình chưa thật tu thôi. Chứ nếu thật sự tu tập, nó sẽ chuyển hóa. Ở đây không nói đâu, bản thân Thầy đấy. Ngày xưa ở nhà thế, mình Thầy biết Phật Pháp, cả một cái gia đình, dòng họ cản trở khủng khiếp lắm, cũng nói Thầy nhiều thứ, nhưng mà kiên quyết mình tu tập, bây giờ chuyển hóa cả nhà, cả họ cũng chuyển học Phật Pháp. Đấy là cái chuyện thật. Trước đây mọi người ngăn cản Thầy lắm, kể cả việc đi tu của Thầy cũng thấy bị ngăn cản khủng khiếp lắm chứ, đâu chuyện chơi đâu. Đấy. Thế thì bây giờ mọi người lại hoan hỷ rồi. Đấy. Thế cho nên chúng ta vượt cái khó thì chúng ta sẽ chuyển được nó, chuyển được cảnh. Nhé. Cái này phải bằng sự tu tập thật sự.